Tao ngon không con? Đó rồi nha. Ngọt thế. Tao thích ăn táo lắm. Không phải à? Mẹ không thích ăn táo hả con? Không à? Mẹ thấy con ăn mà, mẹ vẫn thấy con ăn mà. Nghe kỹ nhé. Có vẻ lên mềm hơn đúng không con? À da da da. Con ăn da chà. Cám ơi. Mama. Cám ơi. À không không thích nói à? Không thích nói mẹ cứ bắt nói à? Gọi mẹ. Mama. Sáng nay cam ăn gì? Sáng nay cam ăn sữa chua xoài này. Xong cam ăn bánh mì này. Xong cam ăn táo này, nhưng mà mỗi thứ ăn có một xíu xíu à. Cam có ăn đâu. Cam nghịch kìa. Đấy, nghịch ấy. Nghịch miếng táo đấy. Nên về, mấy đứa về thi ăn với chị nhá. Chị ăn giỏi lắm. Chị rau gì ăn giỏi lắm. Không phải à? Phải đấy, chị rau gì ăn giỏi lắm. Ôi giời. Con à, con mới ăn giỏi à? Thế à? À đi bón cho mẹ miếng. Đây này, bón cho mẹ miếng này. Thì cả bón cho mẹ miếng tặng. À. Cảm ơn Cam nhé. Cam mang cam, cam cho mẹ miếng nữa. Cam cho mẹ miếng. Cam bón cho mẹ miếng. Không được. Không vào đâu. Mẹ cảm ơn nhé. Cảm ơn Cam nhé. Thả ăn hết nào. Cho mẹ mình nữa không? Cam cho mẹ mình nữa, mẹ thèm quá. À mời à, con mời. À, cho mẹ à, mời mẹ, mời mẹ. Mời mẹ là rụt thế. Nó mời cho mẹ mẹ. Con trai Thảo ăn ngoan. Con trai tôi Thảo ăn ngoan.